Nghiên cứu toàn quốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho thấy tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng Việt trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, nghĩa là có từ 700.000 đến 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Đáng báo động là có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Để giúp phát hiện sớm và có các biện pháp điều trị vô sinh hiếm muộn phù hợp, thời gian tới, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ tổ chức khám, tư vấn miễn phí cho 2.000 cặp vợ chồng. Theo đó, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2017 nhằm nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng về vô sinh hiếm muộn, đồng thời hỗ trợ kinh phí góp phần giảm nhẹ gánh nặng kinh tế cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con thân yêu. Bên cạnh đó, bệnh viện ưu tiên dành tặng 2.000 suất tư vấn khám và siêu âm miễn phí cho các cặp vợ chồng đến khám tại bệnh viện. Theo các bác sĩ thì yếu tố kinh tế hiện vẫn là rào cản lớn khiến các cặp vợ chồng e ngại đi khám và điều trị hiếm muộn. Những suy nghĩ này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của quá trình điều trị. Trên thực tế, chi phí trung bình cho một ca hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam là khoảng 60 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.